Kính thưa tất cả quý khán giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán giả, ở bên Mỹ hôm nay tổ chức ngày lễ cha, Father's Day. Nhân cơ hội này, tôi xin kính chúc tất cả những người đã đang làm cha, đã đang làm ông nội, ông ngoại. Một ngày lễ cha rất là hạnh phúc bên con cháu của mình Nhiều sức khỏe, nhiều ân sủng để lo cho con cháu của mình trong những ngày tới Trở lại, chiến sự ở tại Ukraine thì đến đâu rồi? Hôm qua thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2023 Voice of Ukraine, tiếng nói của Ukraine Có đăng một bài viết đăng các tâm sự của những chiến binh Ukraine. Và họ có đăng một phóng sự liên quan đến một nhận định của một chuyên gia ở Ukraine về cuộc chiến này. Chuyên gia đó theo báo Voice of Ukraine gọi là ông Jakubets. Ông Jakubets, ông nói rằng việc mà tổng phản công là một việc chính nghĩa cần phải làm đối với người lính nga xâm lược. Vì đây là tiếng nói của người Ukraine, mà thưa quý khán giả, nên họ phải nói quan điểm của người Ukraine cho rằng chuyện tổng phản công là một nhu cầu và tổng phản công đối với nước nga, lính nga là người xâm lược. Nhưng mà Jacob nói rằng chúng ta tổng phản công với mức rất là chậm sluggish pace tức là mức rất là chậm nếu chúng ta tổng phản công mỗi ngày có thể tiến quân được một cho đến hai cây số thì mức đó còn có chút hy vọng nhưng đây chúng ta chỉ tiến quân được 200 cho đến 300 mét một ngày coi như là dậm chân tại chỗ thì việc tổng phản công không có ý nghĩa gì hết còn nguy hiểm cho lính của chúng ta nữa kìa Chúng ta nói là tổng phản công với bức chậm chạp như thế Thì bao giờ mới giải phóng được các vùng đã bị mất cho nước Nga Nếu mà Bộ Quốc phòng của Ukraine không chịu quyết tâm hơn, không chịu gửi thêm binh lính vũ khí tới ngay chiến địa, và tổng phản công toàn diện thì chúng ta coi như không có tổng phản công quá chậm đi chúng ta đang đặt lính của chúng ta ở trong một mặt trận rất là nguy hiểm khi chúng ta không đủ quyết tâm vậy thì lãnh đạo của chúng ta phải có quyết tâm hơn nữa thì mới gửi thêm đủ quân cụ đủ binh lính ở mặt trận tiền phương đó là ông Jakovic, ông viết ở trên báo The Voice of Ukraine. Trước đó, phái đoàn lãnh đạo của nhiều quốc gia ở Phi Châu như là nước Senegal, nước Nam Phi. Và dẫn đầu phái đoàn này là tổng thống của Nam Phi là ông Siri Ramaphosa. Họ đến gặp tổng thống Volodymyr Zelensky Họ giao cho Tổng thống Volodymyr Zelensky một lộ trình hòa bình 10 điểm. Mong ước rằng nước Nga và nước Ukraine hạ thang để có thể đối thoại với nhau tìm một giải pháp hòa bình cho khu vực, cho hai nước luôn. Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối. Ông nói rằng không thể nào nói chuyện và đối thoại với nước Nga được Vì trong giai đoạn căng thẳng như thế này Mà đối thoại thì coi như nước Ukraine bị thiệt hại Tổng thống của Nam Phi là ông Syri Ramaphosa Ông nói rằng vậy thì để họ đến nước Nga họ đề nghị như thế nào Và theo Reuters ngày thứ Bảy tức ngày hôm qua họ đã đến St. Petersburg và đã gặp Tổng thống Vladimir Putin. Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của các quốc gia gồm có Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, nước Congo Republic, Comoro và Nam Phi. Ở tại một lâu đài gần St. Petersburg, và khi gặp gỡ thì tổng thống vladimir putin lắng nghe ý kiến của các vị lãnh đạo của phi châu trước rồi tổng thống vladimir putin mới nói những lời thật là ấm lòng ông chúc mừng họ đã đến nước nga và sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì mà họ nói nhưng mà ông phản biện lại ông có phản biện lại Điểm đầu tiên mà Tổng thống Putin phản biện đó là Tổng thống nhấn mạnh chính nước Mỹ, Tây phương và đồng minh của họ trong khối NATO là bên phía khiêu khích trước chứ không phải nước Nga. Chính họ đã bắt đầu cuộc chiến này trước tháng 2 năm 2022 khi mà họ cứ mong rằng nước ukraine tham gia nato để họ đưa phi đạn tới biên giới giữa ukraine và nước nga là một hình thức làm nguy hại đến an ninh nước nga tổng thống vladimir putin nói tiếp chúng tôi đã yêu cầu họ đừng làm chuyện này nhưng họ vẫn cứ làm và chúng tôi nói đây là hành động khiêu khích thì họ từ chối họ không chịu nhận là họ là người khiêu khích trước để bảo vệ cho an ninh tổ quốc nước nga thì nước nga mới phải mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong nước ukraine đó là phản biện thứ nhất của tổng thống vladimir putin phản biện thứ hai đó là về vấn đề thiếu lương thực và giá cả thực phẩm tăng cao thì tổng thống putin cũng nói rằng phương tây mới là người phải chịu trách nhiệm để cho lương thực thiếu thốn và giá cả tăng cao chứ không phải nước nga nước nga lúc nào cũng đồng ý để cho ukraine xuất cảng ngũ cốc nhưng mà đó, phương tây và ukraine lại sử dụng phương tiện khi mà xuất cảng ngũ cốc thì đưa vũ khí để gây chiến với nước nga nên không thể nào nói nga là nguyên do gây ra sự thiếu thốn lương thực ở phía châu thiếu thốn lương thực ở phía châu không phải do nga mà là do tây phương do ukraine không giữ các quy định của thỏa ước để rồi thay vì xuất khẩu ngũ cốc như họ nói thì lại sử dụng đó như một chiêu bài tuồn các vũ khí vào ukraine và vì như thế nên Nga đã phải chặn đứng thì cảnh mà thiếu thốn lương thực đó nguyên do chính yếu là Ukraine và Tây Phương. Đó là phản biện thứ hai của Tổng thống Vladimir Putin. Và theo báo Reuters, phản biện thứ ba của Tổng thống Putin đó là về vấn đề đề nghị giải pháp hòa bình. Mười điểm của Phi Châu đưa ra thì tổng thống putin nói nước nga lúc nào cũng sẵn sàng nghe những góp ý và tìm một giải pháp hòa bình cho sự xung đột này nhưng hãy hỏi ukraine tây phương và nước mỹ có chịu nghe và ngồi vào bàn hội nghị hay không từ năm ngoái tới năm nay không biết bao nhiêu là đề nghị một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở ukraine nước Nga sẵn sàng nghe và giải quyết. Nhưng Ukraine nhất định không nghe. Tổng thống Putin nói tiếp, giải pháp hòa bình là phải nhớ đến những thực tiễn đang xảy ra. Thực tiễn đang xảy ra, thưa quý khán giả, đó chính là nước Nga đã sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và bốn tỉnh phía đông của Ukraine mà nước Nga kiểm soát một phần trước thời kỳ liên xô là lãnh thổ của nga thời kỳ liên xô giao cho ukraine điều hành có nhiều người nga sinh sống tại nơi đó bây giờ nga muốn quay về lại với tổ quốc nga nhưng mà nước ukraine tổng thống của ukraine là ông volodymyr zelensky nhất định không nhìn ra sự thật như thế ông bác hết thực tế đó Chính ông đã nêu vấn đề với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres nói rằng muốn có một giải pháp hòa bình, bàn luận về hòa bình, thì nước Nga phải rút quân hết khỏi Ukraine, trả lại bốn tỉnh phía đông và trả lại luôn cả bán đảo Crimea. Thì nước Ukraine mới ngồi vào bàn hội nghị để nói chuyện, còn không thì thôi. Điều đó Ông Volodymyr Zelensky lặp đi lặp lại nhiều lần với các lãnh đạo của các quốc gia trong đó có phái đoàn của ký ngài đây, tức là phái đoàn do Tổng thống Nam Phi lãnh đạo là ông Cyril Ramaphosa. Đó là phản biện thứ ba của Tổng thống Vladimir Putin. Các vị lãnh đạo của Phi Châu gồm có các quốc gia như tôi vừa mới nêu trên lắng nghe và họ thấy rằng điều mà tổng thống vladimir putin nói có lý sau lời phản biện đó của tổng thống vladimir putin theo reuters các vị lãnh đạo của phi châu nhất là tổng thống sirin ramaphosa của nam phi rất là phân vân vì nam phi là một thành viên của tòa án hình sự quốc tế mà tòa án hình sự quốc tế đã ra một trác tòa yêu cầu bắt Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống của Nam Phi ông Cyril Ramaphosa sẽ tổ chức một hội nghị ở ngay Nam Phi vào tháng 8 này gồm có những lãnh đạo của các cường quốc như là Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và luôn cả nước Nga. Và tổng thống Putin đã trả lời là sẽ đi tham dự hội nghị này ở Nam Phi nếu mà tổng thống vladimir putin đi tham dự hội nghị ở tại nam phi thì liệu tổng thống ramaphosa của nam phi có dám bắt tổng thống putin hay không với những gì mà tổng thống putin đã phản biện nên reuters có hỏi phía của tổng thống sirin ramaphosa là có hành động như thế nào thì reuters viết ông thinh lặng không trả lời Chính sự thanh lặng không trả lời đó nên Reuters mới nói là Tổng thống Sirin Ramaphosa phân vân. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi gửi đến quý khán thính giả. Thứ nhất, về cuộc chiến ở Ukraine tổng phản công thì chính những người chuyên nghiệp về quân sự của Ukraine như ông Jacobet đăng ở trên báo the voice of Ukraine, tiếng nói của Ukraine. Những suy nghĩ của họ đó là phản công quá chậm chạp, mấy ra được 200 cho tới 300 mét mỗi ngày thì coi như không có tổng phản công, mà còn tạo một sự nguy hiểm cho người lính của Ukraine. Thứ hai, về việc đối thoại hòa bình, thì phái đoàn của Phi Châu đề nghị với Tổng thống Volodymyr Zelensky nhưng đã bị khựng lại không có một tiến triển gì hết và phái đoàn đi qua bên saint petersburg nước nga có đề nghị thì tổng thống vladimir putin lắng nghe kỹ lưỡng và có ba phản biện ba phản biện đó rất là thuyết phục đến độ các vị lãnh đạo của phi châu phần vân và điểm thêm thôi đó là việc mà Tổng thống của Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa dự trù tổ chức hội nghị của các cường quốc ở tại Nam Phi vào tháng 8 năm 2023. Trong đó, nước Nga dự định sẽ tham dự. Tổng thống Vladimir Putin dự định sẽ đến. Thì Nam Phi là một thành viên của Tòa án hình sự quốc tế có dám bắt Tổng thống? Vladimir Putin theo như yêu cầu của tòa án hình sự hay không? Thì theo báo Reuters, Tổng thống Cyril Ramaphosa rất là phân vân. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì quý khán giả cũng thấy lúc nào cũng vậy. Tổng thống Volodymyr Zelensky hùng hùng hổ hổ tuyên bố tổng phản công thắng tới nơi rồi nhưng không bao giờ đạt được những gì mà Tổng thống Volodymyr Zelensky nói. Và quan điểm của ông là một quan điểm theo như lời của Tổng thư ký Antonio Guterres là không thực tế, là hoang tưởng. Khi ông đòi là nước Nga phải rút quân hết khỏi Ukraine, trả lại bốn tỉnh biên giới phía đông, trả lại luôn bán đảo Crimea thì mới nói chuyện gần giống như là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng thì giải pháp ở tại Ukraine sẽ không bao giờ có vì nước Ukraine dưới cơ cả quân sự lẫn về vấn đề sức mạnh kinh tế chính trị mà đòi như thế thì sao được và rõ ràng thưa quý khán giả tổng thống Vladimir Putin khi phản biện trước các lãnh đạo của phi châu đã nêu ra điểm thứ nhất rất rõ ràng đó là Nga không phải là người gây chiến mà chính Mỹ Tây Phương qua bàn tay của NATO muốn sử dụng Ukraine như một mặt trận tiền phương đòi đưa phi đạn tới sát biên giới nước Nga thì Nga phải tự vệ thôi. Và đừng có đổ lỗi cho Nga, điểm này điểm nọ. Những điều mà Tổng thống Vladimir Putin nói rất hợp lòng người. Tôi rất ngưỡng mộ Tổng thống Putin trong việc ứng xử rất văn minh và rất thuyết phục như thế chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và một lần nữa xin chúc mừng ngày lễ cha đến với tất cả những người làm cha và làm ông xin chúc mừng xin hẹn gặp quý khán thính giả trong chương trình sau